Nhân dịp anh trai kết hôn, tôi về quê ra mắt gia đình nhà vợ sắp cưới của anh ấy. Bất ngờ thay, người chị dâu tương lai lại là mối tình đầu thời trung học của tôi. Nhìn thấy sự bối rối của tôi, cô ấy cố tình nhắc lại chuyện của khiến tôi lo lắng việc mối quan hệ của bị anh trai phát hiện. Sau buổi ra mắt, tôi lên phòng và chìm trong suy nghĩ. Lúc này, cô ấy bất ngờ xuất hiện, gợi nhắc về những kỷ niệm thanh xuân dang dở của chúng tôi. Hôm đó, cô ấy có tâm sự với tôi rằng cô ấy và anh trai tôi không hòa hợp về vấn đề giường chiếu. Anh trai tôi không bao giờ cố gắng để khiến cô được thoải mái trên giường và làm cô ấy cảm thấy tự ti. Không hiểu sao lúc ấy tôi đã nói ra tình cảm của mình. Cô ấy hơi bất ngờ nhưng sau đó đã chủ động đặt lên môi tôi một nụ hôn. Trong lúc hôn nhau, tôi và cô ấy đã không kìm được lòng nên đã đi quá giới hạn. Sau khi tỉnh lại tôi đã vội vàng xin lỗi nhưng cô ấy nói cũng có tình cảm với tôi. Kể từ đó tôi và bạn gái của anh trai cứ lén lút qua lại và mỗi lần gặp nhau đều làm chuyện ấy. Cô ấy nói rằng tôi mới là người phù hợp nhất nhưng lại không dám bỏ anh trai tôi. Chúng tôi muốn ở bên nhau nhưng cả hai cũng rất lo sợ gia đình sẽ không bao giờ chấp nhận và anh trai tôi sẽ vô cùng đau khổ. Giờ đám cưới sắp đến, tôi vẫn không thể nào từ chối được tình yêu với cô ấy. Liệu tôi có nên nói với anh trai nên chia tay cô ấy hay cứ lén lút qua lại với nhau?